lâu mọi người. Đây cuốn này chả giò chay mọi người. Đây mọi người. Nguyên liệu nó có gì vậy? Nấm mèo, củ cà rốt với là bún tàu với mộc nhĩ. Nấm mèo đó. Nấm mèo với bún tàu với cà rốt với cái kia là gì? Gà miến hả? Gà miến chay vậy nè. Ức gà. Ức gà chay vậy. Món chay nha mọi người. Đó. Cuốn món chay mọi người. Củ hành với tiêu này. Chia sẻ mọi người luôn ha. Món đơn giản đó mọi người. Gia vị xong hết rồi mới ấy ha, mới là bắt đầu cuốn xong rồi cái bún nè, bún tàu ha mọi người, cái cà rốt nhưng mà ta bào ra, nấm mèo ha mọi người, củ hành, củ hành tím mọi người xét nhỏ đó ha, bỏ vào ha, tiêu, gia vị hạt niêm cà no ha mọi người, niêm chay nha, hạt niêm chay nha mọi người. Đơn giản thôi mình rồi. Người ta có bán sẵn cái bánh tráng chay luôn mọi người. Mày cuốn nè. Nó quá à. Có những cái món chia sẻ với mọi người ha. Đây nha mọi người. Thì cái này là chiên cái chả giò mọi người. Bây giờ chay nha mọi người. Đây mọi người. Này, cái đây là kỹ thuật chiên nha mọi người. Mình sẽ chia sẻ mọi người cách chiên mà nó không cháy mà nó đẹp. Chị bé có nhưng mà từ từ mới múc sẽ đổi mới thành đậu thành bánh canh cá lóc cô Dung nhưng mà ông Minh nấu, chú Minh Vlog. Ủa cái dĩa nào ấy đâu? Cái dĩa nào đựng cái này đâu em? Mọi người sao muốn làm nó ngon là chúng ta phải làm từ từ thôi ha. Đừng có nôn mà bỏ nhiều quá nha.
nhiều quá vô là chúng ta làm không kịp. Như vậy là quá không có kè rồi mọi người, không? Đó. Mình cũng chia sẻ thôi nha mọi người. Nếu cái bí kíp mà làm món ăn ngon á mọi người, nó rất là đơn giản, không có gì đâu khó. Thì nó chỉ dùng nguyên liệu, đủ nguyên liệu đúng không? Và thả tâm mình vào trong món ăn ha. Mình làm cái gì cũng vậy mọi người, dùng cái tâm của mình nấu là đồ ăn nó rất là ngon ha. Đây mọi người thấy không, đây là một cái cuốn hoàn thiện nha. Từ từ thôi nha mọi người, tại vì mình đừng không có gì mình món ăn mình làm nó phải đạt tiêu chuẩn, nó phải ngon chứ không có gì nôn. Nấu ăn là nghệ thuật chứ không phải đơn giản nha mọi người. Mọi người thấy không, chiên cũng vậy nha, chiên vừa vừa từ từ thôi. Đấy, nhiều khi mấy anh không biết cái nấu cái được cái món ăn á là mấy chị gái rất là khổ nha, mất là không phải đơn giản đâu ha, suy nghĩ ra được một món ăn làm rất là công phu nha mọi người. Những anh nào ha mà giàu bờ, các anh mà vào bếp thì mấy anh mới hiểu được cái sự khổ cực của những cô nội trợ ha, những chị nội trợ rất là khó chứ không phải đơn giản đây nha mọi người. Cho nó vàng đều người thấy không, xây cho cái cuốn này nè, đừng có cho dầu nhiều, vừa thôi, mình chịu khó mình sẽ lăn đi, lăn từ từ nè mọi người ha. Lửa vừa vừa nhỏ nhỏ thôi nha mọi người, đỡ cho nó chín cái những cái đồ cam ha, để đừng có cho lửa lớn quá ha, vì ở ngoài nó cháy mà ở trong á nó không có chín nha mọi người. Lửa vừa vừa thôi. Bỏ ít thôi, có cái không gian đó mọi người, ở cái không gian rộng để nó lăn cho nó đều cái bánh đi, ngon. Cái đó nãy ngâm nấu xào ấy với cơm á, để quên cái đó chiên cơm ngon lắm đó. Tại vì cái bánh này nó rất là dễ cháy nha mọi người, nếu mà sơ ý là nó sẽ bị cháy liền nha mọi người. À, cái bánh của cuốn cái chả giò này rất là dễ cháy nha. Mình khi mình làm là mình phải để ý chú tâm vào những cái việc nào mà cần thiết thì mình phải chú tâm vào ha mọi người. Hôm nay chúng mình vào bếp thì chúng mình mới chia sẻ cho mọi người ha. Bình thường là cho mình khoa nấu nha mọi người, thường là sẽ mình nấu hết, mình không có nấu. Người thấy không, vàng giòn. Có lấy dây thấm gì không,
bỏ không được, cái này nó hút hết à. Rồi thấy quá tuyệt vời không, vàng vô luôn. Thôi mọi người thấy không, chiên rất là vàng, rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy không? Xong rồi mọi người. Mình thấy cái chẻ giò chi này mọi người. Rồi thấy chú mình chiên rất là đẹp đúng không? Đây không? Đây. Vàng luôn, điêu luôn nha mọi người. À, qua mình chia sẻ ra quay này sáng. Đúng rồi. Rất là ok luôn ha. Vàng đẹp ha. Mười mấy cuốn y chang một màu luôn nha. Thấy không? Vì chúng mình thường nói mọi người làm cái gì cũng dùng cái tâm đó. Mình á. Đó là món ăn cái gì cũng ngon. Mọi người ha. Rồi. Thì mình sẽ kết thúc cái clip ở đây. Thì mọi người xem thấy hay thì nó ủng hộ cho kênh chúng mình vlog càng ngày càng phát triển mạnh hơn nha mọi người. Ha. Món chả giò chi nha mọi người. Rồi cuối video xin chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và bình an và hạnh phúc bên gia đình, thành công trong mọi công việc mình làm nha mọi người. Rồi bye mọi người, hẹn mọi người lại một clip sau gần nhất của chúng mình vlog nha.